chào tất cả anh em nghe anh em. Hôm nay chạy bò của anh Phúc tâm sinh mới về tầm khoảng 40 con anh em ơi. Dạo này dịch bệnh Covid-19 khó khăn quá, anh thử đi mua cũng hơi khó khăn. Nay về 40 con bò mới đổ xuống xe luôn anh em ơi. Có top mini nhỏ nè, tầm tiền nhỏ nè, một cặp vô ham ngoài nè, 20 ham ngoài triệu một cặp nè, cho mấy anh ít tiền về nuôi nè ha. Đó, mini quá đẹp luôn. Đó, mới xuống xe nè anh em ơi. Đấy, mini quá đẹp luôn anh em ơi. Đó, mới xuống xe bò mo nè. Đó, đợi bò phèn nó tốt rồi. Đó, mini quá đẹp luôn anh em ơi, cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Đó, mấy bò mini này hôm bữa mấy anh có gọi hỏi bò cặp em ngoài đó, bữa nay em có về đáp ứng nhu cầu cho anh em nghe. Đó, bò vàng quá tốt luôn nè, thấy không? Đó, xương sát đầu cổ hình tướng quá đẹp. À, mini quá đẹp luôn, mới đổ xuống xe luôn, mới nóng hổi luôn, vừa thổi vừa nuôi luôn. À, cho mấy anh tham khảo nha. À, mới đổ xuống xe tầm khoảng 6 giờ, khoảng 40 con bò anh em ơi. Bò dạo này dịch bệnh mua khó khăn quá. À, về hay ít nha, cho anh em lựa đi. Đó, bên đây là tóc bự nè. Đấy, số điện thoại của anh Phúc là 0969818152. Mấy anh em mà có nhu cầu mua bán bò gì đó, mua bò nuôi bán bò thịt gì đó, thì mấy anh cứ gọi trực tiếp ngay số điện thoại trên màn hình đó, là số của anh Phúc đó, thì ảnh tư vấn hoặc là anh có mối lái bò thịt cũng chỉ vô bắt cho, mua có giá cho anh em, không có để thua súc người ta nha. Còn mấy anh mua chạy khác thì không biết ha. Ở đây tụi em là làm ăn uy tín đặt lên hàng đầu nha anh em, chữ tín nè, đâu đó có làm sao nói vậy. À, thời gian qua là chạy bò cũng thay mặt anh Phúc là cảm ơn, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em gần xa, các anh em gần xa nha, ghé ủng hộ chạy bò của anh Phúc, đã tin tưởng ủng hộ, xin chân thành cảm ơn nha. Đó, mới xuống xe luôn nè anh em ơi, quá trời con bò vàng này nó đẹp rồi nè. Đó, quá trời tốt luôn. Mấy anh mà tầm tiền nhỏ nhỏ rồi đó, chung chung rồi đó, là bữa nay bự nhỏ rồi có hết nha anh em. Hôm bữa có mấy anh nào điện hỏi đó, rồi bữa nay có đáp ứng nhu cầu cho anh em hết nha, về cho anh em nuôi nè. Đó, quá trời tốt luôn nè. Thì một lần nữa thay mặt chạy của anh Phúc tám sinh chân thành cảm ơn tất cả các anh em ở Tây Ninh, đặc biệt là Tây Ninh, Đồng Nai rồi đó, ngã ba Chị An rồi đó, Vũng Tàu rồi đó, Bình Thuận đồ, Đà Lạt đó, đã thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ mua chạy bò của anh Phúc về nuôi ha. Có số người cũng không có vô thời gian vô coi xem bò luôn, coi trên video đó rồi bắt đầu chuyển khoản vô rồi chuyển bò ra đâu vô đó. À, chạy bò của em nói ngay làm ăn chữ tín đặt lên hàng đầu nghe anh em. Đấy, em quay cho anh em coi tham khảo nè, chuồng dưới nữa. Đây nè anh em ơi. Đó, mới đổ xuống xe luôn nè, quá tốt. Đây, cho anh em lựa chọn nha.
tầm tiền này là làm tầm tiền chung chung đến lớn nè anh em. Mấy cặp này ở trong dách là bự nha, bốn ngoài triệu một cặp, bốn ngoài triệu một cặp nè. Đó, như mấy này nè là bốn ngoài triệu hết nè. Cho anh em về dỗ béo là mấy mẫu này là trúng mấy mẫu của mấy anh Tây Ninh đồ nè, ngã ba chị An Đồng Nai đồ nè. Đó, về cho mấy anh dỗ béo sườn sườn đó, về cho mấy anh dỗ béo mau dữ lắm. Đấy, thì chạy bò về tầm khoảng 40 con. Anh em nào có thiện chí muốn mua đó thì nhanh tay nhanh chân ra chạy của anh Phúc Tấm Sinh nha. Lựa đấy thôi, kẻo không còn nha, giành giật mất công. Mấy anh mà không biết đường là tới chạy của anh Phúc thì mấy anh chích lên Google Map á, mấy anh để là chạy bò Phúc Tấm Sinh bến đò gạch dọc là chỉ tới mấy anh tới chỗ luôn. Alo. Rồi. À, chạy bò của em là nằm sát mặt đường lộ quốc lộ 91 luôn nha anh em, cho anh em dễ tìm nha. Mấy anh cứ lên ngay bến đò gạch dọc đi, tại mấy anh gặp chạy bò. Đây. Quá trời bò tè đẹp không anh em ơi. Tiền ít ít tiền đó mà mấy cặp bò này là trúng hết trơn nè ha. Quá trời ơi, con nào nè mấy nè, lai nè, mũi tay quá trời bự luôn, lai Long Bình không anh em, xương sát đầu cổ hình tướng lai Long Bình không ha. Cho anh em về nuôi đường dài bán một con 50-60 triệu luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em, mấy anh em xem kênh, xem clip có hay thì hãy nhấn một like và để lại đăng ký kênh cho em có động lực làm video mới ra bò cho anh em mới về cho anh em xem tiếp ha. Rồi, xin chào anh em.